Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, trong chuyến công tác tại thành phố Thanh Hóa, ngoài việc ghi hình quá trình tạo tác của anh Nam Lê thì tôi cũng muốn khám phá một số các cái vườn cây cảnh nghệ thuật của các cái nhà vườn tại thành phố Thanh Hóa này. Và ngày hôm nay thì được sự giới thiệu dẫn đường của anh Hùng 78 thì tôi có đến một nhà vườn sinh vật cảnh hoa quỳnh, thành phố Thanh Hóa. Tôi cũng chưa biết tên chủ vườn cũng như là người thổi hồn đam mê vào tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tại đây tên là gì. Một lát nữa thì tôi sẽ tương tác và hỏi chủ vườn một số câu hỏi rất là đặc biệt để cho các bạn, quý vị và tôi được giao lưu một cách trọn vẹn. Khuôn viên rất là đẹp và ở đây có rất nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật hoàn thiện, chỉ có một vài cái phôi thôi. Các tác phẩm đều rất mịn, hoàn thiện một cách chỉn chu. Những cây tùng La Hán có lẽ chủ vườn này thì rất là cầu toàn và là một người chơi kỹ tính, nên là các cái tác phẩm ở đây đều rất đẹp và được sắp xếp một cách cực kỳ khoa học. Một cái mai chiếu thủy cỡ nhỏ, khoảng độ trên 40 cm, bông trang. Một tác phẩm chắc bách diệp cao chừng 1 mét thưa quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục khám phá một tác phẩm sam hương Đài Loan, cũng được chủ vườn sưu tầm về đây. Dáng thế thì quá là tuyệt vời. Bông tay tán thì làm rất kỹ, bông rất mỏng và cũng được trời cắt giật khá kỹ.
Cây này cao chừng khoảng 70-80 phân. Những cây mài chiều thủy hoa rất thơm. Ở đây tôi được nhìn thấy có một cái cốt phôi xanh. Cao chừng khoảng 1m2. Bông tay thì đang bay khá rộng. Bắt đầu vào bông. Thân rất nặng. Bể thì cũng đã được chỉnh khá gọn. Một tác phẩm ngâu cao chừng khoảng hơn 1m. Rất già. Chưa anh, anh cứ đứng đấy một tí nữa em vào đến nơi rồi. Anh vào trong ấy đi, vào chú đứng đấy, em tương tác với chú ấy tí. Cây này là cây seri à? Seri gò công, dáng đẹp nhỉ. Cao khoảng chừng 80 phân thôi quý vị. Hùng ơi. Dạ. Cháu cứ quay chú ra chú thắp hương đi rồi chú về nhá. Đây cháu chào chú một tí. Chào chú ạ. Chú là chủ vườn, chủ nhà luôn ạ. Chú tên là gì ạ? Chú là Lê Văn Thiêm. À chú Thiêm. Và chú chơi cây lâu chưa? Chú chơi được hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm ạ. Vâng, thế khuôn viên này của chú chắc là cũng ngày xưa thì sưu tầm lâu rồi nhỉ. Thì nó là một cái vườn đất bằng. À. Lúc đấy nhà đang nhà cấp 4, mua cái cây phôi về làm. Vâng. Thuê thợ Nam Định và người ta làm. Là những cái cây gì mà phải thuê thợ Nam Định ạ? Phần lớn là xanh và những cái cây tùng La Hán kia là mua về là họ nó mới cây họ mới làm chưa xong. Chưa xong. Còn các cái cây này khác cháu nhìn thấy rất đa dạng. Không, chú như cây này đâu. Cũng lúc mua cũng về cũng chỉ là phôi thôi. À cũng là phôi ạ. Cứ làm dần nó đi. Chứng tỏ là cũng cầu kỳ phết nhỉ. Thì lúc người ta làm về thì nó cũng mới tựa tựa, mới thành hình chứ nó không được như bây giờ. À thế ạ. Vâng. Thế còn có một cây số cây hoàn thiện rồi, như cây này thì hoàn thiện rồi. À chú mua là cây này là hoàn thiện còn rồi. Còn như tùng La Hán, còn này tùng cối xanh thì đều là mua những cây họ đang làm. À, đang dạ. Trong chính quá trình làm thì mình thuê nghệ nhân người ta làm. Vâng. Sau đó mình học dần dần rồi thì mình bây giờ chú có tự làm được không? Chăm sóc như bây giờ có thể chú cắt sửa cây. Như cây hoa giấy này chú cũng đang làm đây cây đúng không? Cây này thì chú có thể tự làm được. À, cái bông này chú làm. Còn cái dáng thế là chú có cắt chuyển gì không? Không, nó vẫn nguyên này như thế. Thì họ làm tương đối rồi hả? Họ làm tương đối, còn những cái bông này về thì mình tạo theo ý mình. À, tạo theo ý. Chứ còn lúc đầu thì không hẳn là bông nó như thế này. Vâng. Nhưng mà về cơ bản cái cốt thì họ làm cho mình hết rồi. À đẹp quá. Chứ còn về bông thì mình về mình làm dần. Vâng. Trong khu vực này thì nhiều dạng cây chú nhỉ? Kia là cây me đúng không? Nhà chú có khoảng bao nhiêu loại? 30 loài cây. À 30 loài cây. Mỗi loài một loại hai loại. Vâng, một cây linh sam nữa. Cũng dưới hồ cá trồng dưới đất. Vâng. Có loài thì ở trên chậu thì cơ bản. Chú cũng đam mê nhỉ. Quá trình đi sưu tầm rồi cũng đi học hỏi kinh nghiệm của bạn bè anh em, người ta hướng dẫn cho cách chăm sóc. Vâng. Từ tưới rồi bón phân rồi thay chậu. Cái tường vi này là chú sưu tầm từ đâu về? Cái này là cây nguyên thủy của nó là cây bằng lăng. À thế ạ. Chú ghép tường vi vào. Ghép tường vi. À ghép tường vi. Nhưng mà lúc đầu thì nó cũng chỉ là một cái phôi cùi nó rất xấu xí. Vâng. Mà sau hơn 10 năm thì nó mới có những cái liền liền nạc sẹo như này, lục nạc à, đúng không? Chứ còn lúc trước thì nó xấu xí. Vâng, xấu xí. Linh sam ra hoa. Linh sam sông Hinh. Vâng. Chú có một vài cây tác phẩm của linh sam sông Hinh. Cây sứ này nó cũng là cái dòng nhập khẩu chú nhỉ? Sứ này là sứ ta đấy. Sứ ta. Miền Nam đưa ra, nó không phải sứ Thái đâu. À, không phải sứ Thái. Sứ này sứ miền Nam. Vâng. Những tác phẩm này thì những tác phẩm đã hoàn thiện rồi, cũng nghệ nhân miền Nam người ta làm. À vâng ạ. Chứ đây không phải nghệ nhân miền Bắc làm.
Mình chỉ sưu tầm về để duy trì thôi. Cái này là chú có tự làm không hay không, là cây này là của nghệ nhân miền Nam người ta làm. Miền Nam làm sẵn rồi. Làm sẵn mình về chỉ chơi thôi. Trưng bày và chơi. Cây này thì cũng là của nghệ nhân miền Bắc làm. Vâng. Một nghệ nhân Nga Sơn làm cái cây xanh này. Nguyên bản là cây này vẫn giữ nguyên của một nghệ nhân Nga Sơn người ta làm. À, cây này. Khi về thì nghệ nhân Nam Định người ta chỉnh sửa lại bông tán. Vâng. Và người ta làm nên tác phẩm như bây giờ. Một cái xanh dáng làng. Công chăm sóc cắt sửa. Bây giờ thì cứ phải chăm sóc thôi. Vâng. Không rồi nó lại phá hết bông. Của nghệ nhân người ta làm. Cây này cao hơn mét chú nhé. Cái này khoảng 1m15. Vâng, 1m15. Tức là cầu kỳ. Trong vườn này còn cái cây nào nó chưa chú chưa thấy hoàn thiện không? Cái này thì còn 3 cây xanh chú đang làm. À. Thực ra nó là cây hoàn thiện rồi nhưng mà vừa rồi là cắt giật lại thì cho nó chỉnh sửa lại. À, đây có một cái cây như là cái đề sao chú nhỉ? Đây là cây bồ đề đấy. À, bồ đề. Cái bồ đề này cũng già lắm. Rất già. Dáng đẹp đấy nhỉ. Tôi ghi hình cho quý bạn xem cái cây bồ đề. Vừa rồi mùa mưa lá nó to cho nên là buộc phải cắt. Cắt đi để vâng. Làm lại cho lá nó nhỏ. Vâng. Rất là đẹp. Địa chỉ nhà mình đây là ở đâu chú nhỉ? Đây là thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vâng. Tôi cũng đã ghi hình xong tất cả các cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tại vườn nhà chú Thiêm đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chú đã cho kênh Nghệ Thuật ở Bonsai ghi hình để cho anh em yêu cây cảnh cả nước được chiêm ngưỡng các cái tác phẩm của chú. Cảm ơn các anh. Dạ vâng ạ. À, anh Hùng, chúng ta về nhỉ? Uống nước đã. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Nghệ Thuật ở Bonsai. Chú bận. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Một khuôn viên rất đẹp. Cô cho đi luôn chú nhá. Anh tên là gì nhỉ? Cháu tên là Thiệp chú ạ. Thiệp hả? Vâng ạ.